Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ đến với một cái tựa game khá là quen thuộc nha. Đó chính là Dragon City ha mọi người. Ở đây thì anh em mình đang có hai cái sự kiện. Một là sự kiện tại Gis Island ha. Ở đây thì anh ta có chia sẻ cái bản đồ của cái event này trên cái trang web của mình là trangantechannel.com nha. Các bạn nhớ ghé vào xem cũng như là để cập nhật những cái thông tin mới về cái tựa game này ha. Còn bây giờ anh em mình sẽ đến với wow, event thứ hai của chúng ta sẽ là cuộc đua Heroic các bạn à. Nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ chiến đấu trong cái khu vực Bester. À, ở đây thì anh em mình còn tầm khoảng mười mấy phút nữa là chúng ta có thể chiến đấu ở cái đây rồi ha. Rồi, trong khoảng thời gian chờ đợi này thì hôm nay mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem về một cái nhân vật cũng khá là thú vị ha. Em này thì thuộc dòng đặc biệt nha mọi người. Và cái lượng thức ăn của cái bé này tạo ra cho anh em mình thì nó khá là khủng luôn các bạn ơi. Sau khi mà cho lên được maximum level là tầm khoảng 40 thì cái lượng thức ăn chú ấy sẽ tạo ra trong vòng 1 phút của chúng ta là 80 điểm nha các bạn. Wow, còn cái lượng vàng nó sẽ là nằm ở cái mức gọi là 510 ha. Ôi, những cái thành viên này thì khá là đặc biệt rồi. Anh em mình đổi tên cho cái nhân vật này một chút xíu luôn nha. Và tất cả những cái bé Dragon thuộc cái hệ này nó đều có cái khả năng đó các bạn. Hay. Rồi, mình sẽ mang thêm một cái bé nữa cho các bạn xem. Rồi, nhân vật này luôn nha. Bé này thì anh em mình sau khi mà cho nó lên level. Đây, chúng ta sẽ cho nó lên maximum luôn là 40 nha mọi người. Rồi, cái lượng thức ăn của bé ấy vẫn tạo ra cho anh em mình sẽ được là 80 nha. 80 thức ăn trên 1 phút luôn. Wow, chỉ có cái con đặc biệt này các bạn. Cái con mà anh em mình tốn rất nhiều tiền để có thể sở hữu được nó. Nhưng mà nó lại là do nó quá mạnh đi mọi người, cho nên nó là cái tựa game này nó không cho chú ấy tạo ra thức ăn luôn với cây. Chứ con đó mà tạo ra thức ăn thì nó cũng được một khúc luôn á các bạn. Rồi, vị trí này thì anh em mình sẽ đến với rồi cái bé này ha, con thứ ba. Và đây là bộ ba các bạn. Đây, sau khi mà lên maximum á thì các bạn thấy rồi đó. Wow, cái lượng thức ăn gây ra cho anh em mình thì hơi bị khủng luôn rồi hen. Bây giờ thì anh em mình chỉ còn việc là lót dép mà ngồi chờ thôi. Ở đây thì mình sẽ mang thêm cái thành viên đặc biệt AS Heroic. Đâu rồi? Cái dòng AS này thì nó hơi bị VIP luôn rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ sức mạnh của ba thành viên này nha mọi người. Xem coi như thế nào. Bạn nào mà chưa có like thì đừng quên để lại cho anh tôi một like ủng hộ nhẹ và nhớ subscribe nha các bạn. Đây, nhớ đăng ký và bỏ thông báo hình cái chuông để chúng ta ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo và vào chơi với anh em mình hen. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với cái nhân vật VIP nhất của team luôn các bạn à. Cũng như là hiện tại VIP nhất của cái tựa game này luôn rồi. Chưa có cái con nào mà nó đẹp cũng như là nó mạnh hơn cái con này của mình đâu hen. Đây, đến với cái nhân vật này thì wow, sau khi mà hạ xong một đối thủ, cái lượng sát thương còn lại nó sẽ chuyển cho cái nhân vật nằm bên trong luôn nha. Đây là một trong những cái yếu tố đặc biệt của cái nhân vật này. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với... Ây cha! Mới ra chưa kịp làm gì hết là bị bế đi vô rồi. Rồi, cái nhân vật đó của mình thì do mới luyện các bạn ơi, cho nên là chưa có mạnh lắm. Còn cái thành viên này thì khỏi bàn rồi hen. Một trong những con gọi là gánh tem xì khói. Chỗ này thì mình sẽ đổi rồng một chút xíu nha. Anh em mình sẽ mang cái bé rồng ba đầu đi các bạn. Đây, giao lưu nhẹ ở cái khu vực này đi ha. Khu này anh em mình gõ được tập khoảng 3 hiệp thôi, không có được chiến đấu nhiều lắm trong cái chỗ này ha. Wow, chào hỏi nhẹ với cái bé khủng long à. Đây, khủng long bạo chúa ha. Rồi rồi, tới công chuyện luôn. Tuyệt chiêu đặc biệt. Ui, anh em kéo cũng được một khúc ha. Rồi, nhân vật tiếp theo của mình sẽ là bé ba đầu đi. Let's go. Wow, di chuyển nhẹ. Lần này thì sát thương đang được nhân 2 các bạn à. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái thành viên VIP của anh em mình đi. Con này một mình nó cân cả hai luôn ấy. Wow, sức sát thương quá là kinh luôn. Rồi, anh em mình đến với cái thành viên cuối cùng đi ha. Bạn này thì level là tầm khoảng 115. Anh em mình thì mới có 110 thôi các bạn. Mình toàn chiến đấu với những cái thành viên gọi là trên mình tầm khoảng 5-6 cấp không hả. Đây, mặc dù là level mình thấp nhưng mà mình quýnh với toàn là những đội hình gọi là kinh không. Chỗ này thì anh em mình sẽ đến với cái nhân vật đặc biệt của chúng ta đi ha. Wow,
Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái thành viên VIP này đi. Dù sao cũng lên được level là 40 rồi, sức sát thương bây giờ cũng tăng được khá khá các bạn à. Wow, ca này thì hơi khoai tí nha. Sát thương này là nó nhân 2, nhưng mà mình chắc với các bạn rằng cái lượng đam, ui, cái lượng đam nó cũng không bằng cái tuyệt chiêu này các bạn. 125 đúng không? Các bạn sẽ nhìn cái chiêu đặc biệt này của mình nha. Sức sát thương chúng ta lên tới là tầm khoảng 2.500 nha các bạn. Cái chiêu này nó chỉ có 2.000 thôi, anh em mình trên có 5 thôi. 500 điểm. Wow, nó chuyển một khúc máu cho con bên trong và thành viên bên trong không còn một giọt nào luôn. Tiếp theo thì anh em mình sẽ ra ngoài. Ở đây thì nhiệm vụ cuộc đua Heroic á là anh em mình đang phải chờ ha. Nãy giờ được bao lâu rồi? Ui, còn 8 phút nữa các bạn ơi. Anh em mình vào tới cái khu vực đó chính là Arena hay là West. Đây, vào West trước nha. Wow, anh em mình còn tầm khoảng 11 phút nữa là anh em mình sẽ unlock và chiến đấu được trong cái chỗ này nữa rồi. 11 phút các bạn à. Rồi, mình sẽ đến với khu vực Arena quần trước nha. Khu này thì sẽ gồm những cái thành viên rất là mạnh của cái tựa game này luôn. Wow, vô tình gặp một cái đội hình không mạnh lắm nha mọi người. Anh em mình trên cơ khá là nhiều. Đây, tranh thủ bế liền. Hiện tại thì đang có cái sự kiện đó chính là team 20 người và anh em mình phải vào cái khu vực Arena này để chiến đấu các bạn. Anh em nào mà theo dõi thì biết rồi đó. Vô đây quánh rất là khoai mà gặp được cái đội hình nào mà xào được đó là ngon rồi ha. Tranh thủ nè. Wow, mình sẽ cho bé ba đầu của mình lụm luôn. Thành viên tiếp theo lượng máu lên tới còn tập khoảng 99 ha. Ca này thì nếu mà mình xài chiêu đặc biệt thì con này nó bị ngủm là cái chắc luôn. Ở đây mình chơi trò bơm máu với lại là mình sẽ nhờ đến rồi nhân vật khủng long của chúng ta đi ha. Wow, bé gọi là Heroic này của mình cũng đủ sức để có thể gồng với cái thành viên bé chuột của team bạn nha. Đây, bé chuột thì nó được đam với Heroic Kamas. Tầm này thì mình sẽ cho ba đầu đi. Đây, bé rồng ba đầu. Ui, xài lộn chiêu rồi. Ây, sao lại xài cái chiêu gọi là giảm sát thương chứ hả? Victory nha mọi người. Được một trận, bây giờ sẽ đến với cái hiệp tiếp theo ở khu vực Arena này. À, anh em mình đã mở được thêm một cái chiếc rương may mắn nữa rồi nè. Wow, lần này thì được cũng sương sương ha. Không có gọi là không có cái phần thưởng nào mà nó gọi là đặc biệt hết trơn ha. Wow, tên bạn con y chang mình luôn. Kama Heroic level là 60. Ui, còn cái đội hình này thì nó quá mạnh rồi. Mình đang cần truy tìm những đội hình mà nó vừa với lại lực cùi bóp thôi các bạn ơi. Chứ mấy cái đội hình mạnh quá là anh em mình rất là dễ bị bế đi xa bờ luôn á. Wow, ở đây thì chúng ta đang đến với là... Đây, 40 ha. Rồi, cân nhẹ luôn. Anh em mình bế nhẹ được cả ba thành viên. Ui, tới cái con này thì nó hơi khoai rồi nè mọi người. Bé này level tới 70 lực. Sơ sẩy là anh em mình rất là dễ đi du lịch luôn. Wow, chỗ này anh em mình tính sao đây? Ui, sát thương nhẹ ha. Wow, lắm. Ôi, căng nha. 30%. Thôi rồi lượm ơi, rồi ca này hơi khoai đây các bạn. Anh em mình thì bụp được con này rồi đó, nhưng mà còn hai con bên trong để xem coi anh em mình gồng nổi không nha. Ca này anh em mình chơi trò bơm máu hả ta? À, chắc có lẽ là mình hy sinh bớt một con ha mọi người. Chắc có lẽ là mình hy sinh cái con khủng long này bớt đi để cho anh em mình bơm được cái lượng máu nó nhiều hơn ấy. Chứ cái lượng máu mà nó chia ba ra thì chúng ta được khá là ít đó các bạn. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đến với là cái bé ba đầu đi ha. Đây, tầm này là anh em mình bế được một con nè. Wow, rồi bây giờ anh em mình ra chơi trò bơm máu nha các bạn. Wow, hơi căng nha.
Rồi, anh em mình cũng còn được cái khả năng hồi sinh các bạn, cho nên là trở lại được thêm một lần nữa. Theo cái sự tính toán của mình thì thôi lụm luôn đi các bạn ơi, để mất công là sớ quớ anh em mình bị bế thêm một cái nữa thì cay lắm. Victory hand. Rồi, chúng ta còn được tập khoảng 3 hiệp trong khu vực này nữa. Lần này thì hy sinh hết một bạn rồi. Nhân vật tiếp theo mình đưa ra sẽ là hoàng tử băng nha. Và các bạn thích mình review về bé Dragon nào, đừng quên để lại bình luận bên dưới video cho anh tôi biết với nha. Wow, khu này thì chúng ta sẽ đến với là Heroic, một cái nhân vật đặc biệt cũng như là khá là VIP của cái tựa game này luôn. Anh em mình sẽ đến với cái thành viên Rồi, ui vẫn không đủ đam nha. Sát thương vẫn bị thiếu một chút xíu các bạn à. Wow, nhân vật này thì level 70, con này thì hơi khoai rồi. Ấy khoan, ở đây mình có đó là hoàng tử băng với lượng sát thương mình đang được tăng tới gấp đôi các bạn. 59. Ôi và tem bạn nó lùa lại mình thì cũng vậy luôn ha. Rồi, chơi trò bơm máu. Máu mình bơm thì được tầm khoảng có 30 mấy ngàn thôi. Nhưng mà khi mà bơm máu thì nó sẽ tăng cái khả năng kích hoạt, khả năng block của mình lên. Ôi cái này mình không biết đó là chúng ta ổn hay không nữa đây các bạn ơi. Tình hình này căng thiệt luôn. Wow, nó lấy đi cái giáp hồi sinh của mình luôn rồi. Ôi gắt thế nha. Và nhân vật cuối cùng của tên bạn level là 55. Anh em mình bây giờ phải dựa vào cái độ may mắn không hề nhẹ mới có thể qua được cái cửa này thôi. Bơm máu nè. Rồi, kích hoạt được khả năng block các bạn ha. Lượng sát thương anh em mình đang được tăng lên tới gấp đôi. Lại một lần nữa. Wow. Ôi, quá là tuyệt vời luôn. Gọi là nữ thần may mắn để mỉm cười với Kamas các bạn. Bạn ấy gọi là block liên tục 2 lần, không lãnh bất kỳ lượng sát thương nào đến từ tên bạn luôn. 70, ui, gặp đội hình xịn rồi. Anh em mình phải kiếm một cái đội hình nào đó nó ổn ổn để anh em mình chiến chứ mấy cái ca này vô sớ rớ là bị bế liền. Wow, tay mạnh quá. Dường như là không còn cơ hội cù bắp cho anh em mình nữa. Bây giờ là nó cho một cái đội hình quá là xịn luôn rồi các bạn. Level là 70 nhưng mà bây giờ không chiến là không được. Đây. Bây giờ là không đánh là cũng không xong luôn ha. Vô kèo liền. Kamat của mình đành phải ra tay thôi. Bật khả năng bơm máu liền. Rồi, kích hoạt được khả năng đặc biệt các bạn ơi. Wow, lại một lần nữa kích hoạt được block rồi. Chỗ này thì anh em mình sẽ dùng mọi cách để có thể hạ được cái thành viên này trước cái đã. Ây, lượng đam nó to quá. Ca này thì chắc phải nhờ tên bạn nó còn tới 2 con 70 lượng mọi người ơi. 2 con 70 và anh em mình thì có Kamas với khả năng block siêu đỉnh. Ráng lên. Ổn không anh em ơi? À đây, lóc lại được thêm cái nữa. Rồi rồi, tới công chuyện luôn. Đó, lại một lần nữa được kích hoạt khả năng block các bạn à. Anh em nhìn dường như là thấy được cơ hội giành được chiến thắng rồi. Vẫn hạ được 3 con level 70 trong khi đội hình quá là cùi bóp. Không thể tin được. Anh em ơi, chỉ có một mình Kama thôi và cân được cả 3 thành viên VIP nhất của tên bạn. 3 con rất là mạnh luôn các bạn à. Wow. Rồi. May mắn có đến lần thứ 3 hay không? Anh em mình tiếp tục chờ đợi. Ôi, chắc có lẽ là không đến đâu các bạn ơi. Anh em mình kiếm đội hình khác đi. Như cái tem này nó bình thường một chút xíu, còn đỏ ha. Cái tem lúc nãy thiệt tình là nó quá mạnh các bạn. Nhưng mà anh em mình vẫn giành được chiến thắng do cái khả năng block vô cùng ảo diệu đến từ Kama của mình. Wow, bây giờ thì anh em mình lại tiếp tục khèo nhẹ nữa ha. Rồi, kích hoạt khả năng block nữa rồi. Đây, khả năng đặc biệt của chúng ta. 28. Ôi, con này nó đam gắt dữ, level là 60 nha các bạn. Nó quánh một hit thôi là đi du lịch xa bờ luôn.
Wow, ca này thì mình sẽ đến với là Karma, sát thương đang được tăng thêm tới 30%. Hơi hồi hộp nha. Lại một lần nữa kích hoạt block. Cơ hội giành chiến thắng là đây chứ còn đâu. Rồi, anh em mình sát thương nhân 4 lần các bạn ơi, 334.000. Tem bạn nó không đủ máu để cho anh em mình trừ luôn. Wow, chiến thắng lại một lần nữa dựa chính vào Kalmas. Quá ghê gớm các bạn à. Victory nha. Khu này thì anh em mình win toàn tập. Đài hang tay lên được bao nhiêu điểm rồi? Wow, gần 10.000 điểm các bạn à. Gần 10.000 điểm, 9.996 rồi. Anh em mình thiếu còn cái chút xíu điểm nữa là lên đó là 10.000 điểm luôn rồi ha. Đây còn tầm khoảng thời gian nha. Anh em trong tay cố gắng làm nhiệm vụ nha. Rồi, đây cái nick của bóp của mình được 10.000 mấy rồi nè các bạn. Cái nick gọi là level 20, hiện tại mới level 22 thôi mà cũng cày được điểm rồi đó. Còn mấy bạn kia không thấy đâu. Rồi, và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cuộc đua Heroic các bạn ơi. Nhiệm vụ lần này, đây, chiến đấu được rồi nha. Anh em mình sẽ đến với là, đây, bé ba đầu luôn đi. Ưu tiên bé này một chút xíu hen. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha các bạn. Và like nhẹ cái video à. Đây, xem thì nhớ like ủng hộ chứ ha. Rồi, bây giờ thì anh em mình dùng 3 viên game để bỏ qua cái này nha. Nhiệm vụ tiếp theo của mình sẽ là cành cây với lại là bông ha. Thì chúng ta sẽ cho mấy cái bé rồng nó yêu nhau và thả nó ra môi trường sống. Sau đó thì mình sẽ thả nó ra cái chỗ ấp trứng nha. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.